Để thực hành lệnh sao hàng, đây chính là lệnh canh gióng đối tượng theo cái vị trí trong body map. Các bạn làm như sau. Đầu tiên các bạn chọn một cái đối tượng, ở đây chúng ta chọn cái đối tượng nhỏ này. Tiếp theo các bạn sẽ chọn một cái lệnh sao hàng là cái biểu tượng đây, hoặc nhấn tổ hợp phím Alt Plus A. Sau đó chọn đối tượng thứ hai, một cái bảng hiện ra thì chúng ta sẽ đưa cái bảng này lên góc này để chúng ta dễ quan sát hơn. Tiếp theo các bạn bỏ ba cái trục này đi, để cái đối tượng đầu tiên của chúng ta, tức là cái đối tượng màu vàng này, nó sẽ về cái vị trí ban đầu ở đây cho dễ quan sát. Sau đó chúng ta sẽ sao hàng từng cái thành trước khi vào sao hàng. Tôi sẽ giới thiệu qua về cái bảng này. Bảng này cấu trúc gồm 4 phần: một là các trục sao hàng, hai là các vị trí sao hàng của từng đối tượng một. Ở bên tay trái chúng ta là current object, là đối tượng đầu tiên, tức là đối tượng các bạn chọn đầu tiên là đối tượng màu cam này. Bên phải target object, đối tượng thứ hai là đối tượng màu xanh này. Ở dưới này có các vị trí sao hàng khác nữa liên quan đến sao hàng tổng thể, sao hàng dạng mass scale, và có ba cái nút thành phần phụ ở đây, gồm cái nút chúng ta thực hành lệnh và chúng ta xác nhận lệnh. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với các cái vị trí sao hàng như sau: min, center, maximum trước, pivot tôi sẽ giới thiệu sau ở phần cuối bài. Các bạn hết sức lưu ý, trên mặt phẳng ở đây chúng ta đang sao hàng trên mặt top, còn phối cảnh chúng ta nhìn để quan sát thì nó dễ thấy thôi. Thì các bạn quan niệm cho tôi như sau: trên mặt top theo trục X, tức là trục này, bên trái, bên tay trái các bạn sẽ là min, tức là cạnh này sẽ là min. Bên tay phải các bạn là max, tức là cạnh này sẽ là maximum. Center ở giữa min và max. Còn theo trục Y chúng ta có quy ước như sau: bên dưới chúng ta là min, ở đây cạnh dưới. Bên trên chúng ta là max. Và ở giữa chúng ta là center. Với bất kỳ đối tượng nào các bạn cũng có cái quy luật như thế trên một mặt phẳng. Ở đây tôi nhấn mạnh mặt top, mặt left, nói chung là mặt 2D. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành các cái đối tượng như sau. Tôi có một cái ví dụ đơn giản. Tôi một cái đối tượng này chạy theo hướng của cái trục này. Và cái cạnh này của nó tiếp xúc với cạnh này phóng qua, tức là cạnh này nó sẽ trùng với cạnh này. Được không các bạn? Để giải quyết bài toán này các bạn cũng phải lặp lại các quy luật cho tôi. Cạnh này bên trái hay bên phải? Nếu là bên phải chúng ta sẽ chọn mắt của đối tượng gốc. Cạnh này của đối tượng là bên trái hay bên phải? Nếu nó là bên phải chúng ta chọn mắc tiếp. Và trục chúng ta chạy là trục gì? Ở đây chúng ta chạy theo trục X, chúng ta sẽ check vào thành phần trục X ở đây. Và đối tượng của chúng ta đã lập tức di chuyển một khoảng, và nó sẽ canh gióng sao cho vị trí này bằng vị trí này theo cái trục X. Nếu các bạn mà xác nhận chúng ta bấm OK nó sẽ dứt lệnh, còn nếu không bấm OK chúng ta bấm Apply. Chúng ta apply, chúng ta sẽ xác nhận rồi chúng ta sẽ sao hàng tiếp vào cái bảng này. Chúng ta sẽ chưa thoát lệnh hoàn toàn. Tôi nhấn apply. Thì các bạn sẽ thấy rằng thực sự nó cũng khá là dễ dàng, không khó khăn lắm. Ở đây chúng ta chỉ cần làm quen với các trục X và Y thôi. Bây giờ tôi đặt ra bài toán thứ hai. Nếu như tôi muốn cái đối tượng này, cái cạnh này, vẫn chạy theo trục này, nhưng mà nó sẽ ngược lại một chút xíu, nó sẽ tiếp xúc với cái đường này. Cạnh này tiếp xúc với đường này, tức là tiếp xúc với đối tượng này gióng xuống. Thực ra chúng ta đang so hàng là hai đối tượng này nhưng không phải là cái đường này. Cái đường này tôi cố tình để trùng để chúng ta dễ dàng nhìn thấy thôi. Bây giờ cạnh này tiếp xúc với cạnh này phóng xuống. Đầu tiên các bạn phải xác định cái đối tượng này là đối tượng current object, bảng của nó đây. Cái cạnh này bên tay trái hay tay phải các bạn? Nếu mà theo trục X, bên tay phải chúng ta sẽ chọn là maximum, tôi vẫn giữ maximum. Còn cái cạnh này của đối tượng target object, nó bên tay trái hay tay phải các bạn? Tay phải là dương, tay trái là âm. Tay phải sẽ là maximum, tay trái sẽ là minimum. Và ở giữa chúng ta có center. Vì vậy tôi xác định rằng bên này của đối tượng sẽ là bên tay trái của tôi. Tôi sẽ chọn minimum. Và trục chúng ta chạy ở đây là cái trục X. Tôi chọn lại trục X. Thì lập tức cái đối tượng này, cái cạnh này sẽ tiếp xúc với cái thành phần từ đấy phóng qua. Các bạn chọn trục X. Và các bạn chú ý rằng tôi bỏ trục X đi, trên phối cảnh nó cũng lập tức nó chạy theo hướng trục X này. Các bạn quan sát cả hai cái vùng nhìn để làm quen dần với cái phối cảnh. Tôi chọn X. Và đối tượng này đã nằm đúng vị trí mà tôi mong muốn rồi. Bây giờ tôi nhấn Apply để kết thúc một lần mình sao hàng. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau sao hàng thử xem trục Y như thế nào. Bây giờ tôi cũng lại muốn như sau. Cái cảnh này tịnh tiến theo hướng của trục này, và bằng cái cạnh này phóng qua.
Vừa rồi các bạn làm quen chụp x tức là bên trái và bên phải. Bây giờ các bạn làm quen chụp y tức là bên trên và bên dưới và giữa. Bên dưới của chúng ta sẽ là minimum, bên trên là maximum. Vì vậy cái đối tượng này tôi muốn tiếp xúc với cái đường này phóng qua thì ở trên là max hay là min? Trên là max, tôi chọn max. Trên của đối tượng này là max hay là min? Bạn suy nghĩ xem nó hay là min? Chắc chắn là max rồi phải không các bạn? Tôi chọn max và trục chúng ta chạy là hướng hướng trục. Ở đây có hướng mũi tên là trục y, tôi chọn trục y. Đối tượng của chúng ta đã chạy theo cái trục y và tiếp xúc cái đường này băng qua rồi. Các bạn quan sát cả bên cái phối cảnh, các bạn thấy hướng trục không? Tôi bỏ hướng trục đi. Đó, check vào. Thì nó lập tức tiếp xúc trên cái mặt top và trên phối cảnh nó chạy theo. Tôi nhấn tiếp tục apply để kết thúc rất một cái lần mà chúng ta thực hiện lệnh. Vậy bây giờ tôi lại muốn cái điều tương tự như ở trục x. Tôi muốn cái đường này chạy theo hướng của trục này và tiếp xúc với đường này băng qua. Thì chúng ta vẫn phải xác định cái đường này theo trục y là ở trên hay ở dưới. Nếu mà ở trên thì là maximum. Tôi xác định đây là ở trên, tôi chọn maximum. Còn cái đường này của cái đối tượng target object là cái đối tượng chọn thứ hai là max hay là min, là ở trên hay ở dưới. Thì tôi xác định ngay rằng cái đối tượng này ở dưới. Bởi vì đây mới là ở trên. Ở dưới này thì chúng ta sẽ chọn minimum, chọn check vào thành phần minimum. Sau đó các trục chúng ta tịnh tiến là trục gì? Thì nó là cái trục y. Chúng ta vừa tịnh tiến xong, tôi check vào trục y. Lập tức cái đường này nó tiếp xúc với đường này băng qua. Check trục y, các bạn quan sát cả trên cái đối tượng phối cảnh. Trên mặt top này đã hiển thị thì ở trên cái phối cảnh này cũng đã hiển thị theo. Rất rõ ràng phải các bạn. Và nếu mà làm chủ được hai cái trục này thì trục thứ ba với chúng ta không có gì khó khăn cả. Tôi tiếp tục nhấn apply để kết thúc thành phần so sánh. Vậy tóm lại, chúng ta cần nắm được những quy luật gì? Thứ nhất, nếu mà theo trục x các bạn chỉ cần quan tâm đến quy luật sau. Đối tượng của các bạn đang ở bên tay trái hay tay phải? Nếu bên tay trái thì chúng ta cho nó là min, bên tay phải là max, còn ở giữa là center. Đối tượng theo cái trục y thì các bạn phải quan niệm ngay là nó ở bên trên hay bên dưới cái vị trí của chúng ta cần xác định. Nếu ở trên là max, ở bên dưới là min, tức là minimum và maximum, ở giữa là center. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau so sánh các đối tượng dạng center center như thế nào. Bây giờ tôi muốn cái đối tượng màu cam chúng ta chạy theo hướng trục này và bằng cái đường từ giữa này phóng xuống. Thì chúng ta không cần phải đau đầu nhiều đâu, các bạn chỉ cần chọn center và center. Trục chúng ta chạy là trục x, các bạn check vào là nó sẽ căn giữa cho chúng ta. Còn nếu không phải trục x, chúng ta chọn trục y thì nó sẽ căn giữa theo cái hướng của trục y là vị trí này. Nó đã thể hiện một cách rất rõ ràng trên cái phối cảnh chúng ta rồi. X, Y. Giả sử tôi đồng ý với cả hai trục thì nó sẽ xảy ra trường hợp nào? Thì thực ra giả sử trục x chúng ta đã ấn định ở đây rồi, chúng ta apply, bây giờ chúng ta tiếp tục check vào trục y thì nó sẽ vào giữa của đối tượng chúng ta thôi. Nó sẽ vào giữa dạng mặt phẳng, check vào y, rồi apply. Thì coi như đối tượng của chúng ta đã vào giữa cái mặt phẳng này rồi. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau làm quen với các cách so hàng trên các trục x là trục này, trục y là trục này. Còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách so sánh các đối tượng này trên trục z như sau. Thì trước khi so sánh đối tượng trên trục z thì các bạn cùng nhau quan tâm về cái vùng nhìn bên này. Chúng ta có quy luật như sau. Cái mặt bên trên này theo hướng của trục z là dương, mặt bên dưới bị ẩn nó khuất là âm, và center của trục z là cái đoạn giữa. Bây giờ tôi sẽ thực hành như sau. Tôi muốn cái mặt này nó tiếp xúc với mặt phẳng này thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải di chuyển đối tượng này theo cái biên dạng của trục z. Cái mặt phẳng này ở bên trên này các bạn phải xác định xem nó ở trên hay ở dưới. Nếu ở trên thì của đối tượng gốc tôi sẽ chọn maximum. Còn cái mặt phẳng này của đối tượng target object là đối tượng đích cũng là maximum, thì max. Và các bạn check vào thành phần trục z, chúng ta sẽ thấy rằng các cái mặt phẳng nó sẽ tiếp xúc với nhau. Các bạn thấy ngay rằng đối tượng chúng ta đã tiếp xúc các mặt phẳng với nhau. Tôi có thể bỏ trục z này để các bạn thấy. Đây là đối tượng của chúng ta chưa tiếp xúc. Còn nếu tôi check vào thì đối tượng chúng ta đang tiếp xúc. Và nếu mà chúng ta đồng ý, chúng ta nhấn apply để chúng ta dứt lệnh. Tiếp theo tôi muốn các bạn đưa cái đối tượng của chúng ta, cái phần đáy dưới của nó, của đối tượng nhỏ này tiếp xúc với cái mặt phẳng trên này, thì chúng ta làm như sau. Ở phần dưới của đối tượng này tuy rằng khuất nhưng mà tôi sẽ áp dụng đúng cái quy luật của chúng ta. Bên dưới sẽ là min, tôi chọn min. Và cái mặt phẳng bên trên này của đối tượng target object chúng ta chọn là maximum và check của trục z, thì đối tượng chúng ta lập tức
đứng ở giữa mặt phẳng này, và cái phần đáy của nó sẽ tiếp xúc với cái đối tượng này. Các bạn chọn trục Z, đối tượng chúng ta lập tức đã nhảy lên theo cái trục Z rồi. Các bạn nhấn phím Apply để chúng ta dứt một cái lệnh chúng ta so sánh đối tượng. Bây giờ tôi nhấn OK để thoát hoàn toàn lệnh. Thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau thao tác và canh sóng các vị trí theo trục X, trục Y và trục Z. Bây giờ để khám phá thành phần tiếp theo của cái lệnh so hàng canh sóng đối tượng, chúng ta làm như sau. Các bạn chọn vào một cái đối tượng, giả sử như tôi chọn đối tượng màu xanh này. Chúng ta chọn lệnh xoay, xoay đến một góc theo trục Z, trục X và trục Y. Ví dụ thế này. Và chúng ta chọn đối tượng này, dùng cái lệnh di chuyển này, kéo theo trục X ra ngoài một khoảng. OK. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khám phá thành phần còn lại ở trong cái bảng so hàng. Các bạn chọn đối tượng nhỏ này. Chúng ta bắt đầu chọn lệnh Align. Chọn một cái đối tượng lớn hơn, cái đối tượng target của chúng ta. Cái bảng này hiện ra thì ba trục chúng ta đều bỏ hết. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các cái thành phần ở bên trong này như sau. Align Local, tức là đối tượng chúng ta bị xoay một cái góc. Bây giờ chúng ta so hàng và chúng ta sử dụng các cái chế độ này thì cái đối tượng đầu tiên của chúng ta gọi là đối tượng Current Object sẽ xoay theo cái đối tượng Target Object X. Thì các bạn thấy rằng đối tượng chúng ta đang xoay. Và đây chúng ta thấy bề mặt này có xu hướng song song các bề mặt này. Check của Y thì hai bề mặt này đều nghiêng song song với nhau, và check của Z thì các đối tượng này sẽ cùng cái phương vị, nó sẽ so sánh để chúng ta thấy rằng mặc dù chúng ta đã xoay đối tượng này một góc, nhưng mà đối tượng này nó sẽ dựa vào các trục này, nó sẽ xoay theo. Chúng ta nhấn Apply để kết thúc lệnh. Nhấn OK. Tiếp theo chúng ta sẽ khám phá thành phần so hàng cuối cùng, đó là so hàng Mask Scale. Thì trước khi so hàng Mask Scale, các bạn làm như sau. Các bạn chọn đối tượng này, nhấn Ctrl V để copy đối tượng mới. Các bạn chọn kiểu copy và nhấn OK. Sau đó chúng ta sẽ kéo đối tượng này lên một khoảng, hoặc là chúng ta kéo ra ngoài để cho dễ quan sát. Tôi có thể đổi màu của đối tượng này. Và tôi có thể dùng cái lệnh scale này, các bạn trỏ cái vị trí cái đường line nhỏ này này, đó, kéo xuống. Đẩy lên. Bây giờ tôi chọn đối tượng này, chúng ta dùng lệnh so hàng. Các bạn check của đối tượng thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các thành phần mask scale, thực ra rất đơn giản, các bạn check vào một trục thì đối tượng này sẽ căn giống làm sao cho chiều dài nó bằng nhau theo các trục mà chúng ta chọn Y, Z. OK. Đây là tất cả các thành phần mà lệnh liên quan đến thành phần lệnh so hàng online mà tôi đã truyền tải các bạn trong cái video này. Để thực hành so sánh cái đối tượng pivot thì chúng ta làm như sau. Các bạn vẽ lần lượt cho tôi ba khối. Thứ nhất là khối cầu, thứ hai là khối box, thứ ba là khối cylinder. Trên phối cảnh thì nó có biên dạng như sau. Còn tôi sẽ về mặt nhìn từ trước vào F font để chúng ta cùng nhau so sánh. Thì pivot thực ra là vị trí của cái trục tọa độ này. Giả sử như tôi chọn cái khối cylinder thì pivot của nó nằm ở dưới. Còn đâu cái khối box, pivot cũng nằm ở dưới. Nhưng mà riêng cái khối cầu thì pivot nằm ở giữa. Vậy khi mà tiến hành so sánh các đối tượng thì rõ ràng pivot là cái vị trí mà nó nằm không giống nhau. Tôi có thể làm ví dụ như sau. Tôi chọn cái đối tượng khối cầu này. Tôi dùng lệnh so sánh, so hàng. Bấm một cái đối tượng khối hộp. Nếu tôi chọn pivot, pivot thì lập tức rằng cái pivot của đối tượng này nó sẽ xuống vị trí dưới và ở giữa, bởi vì cái pivot của cái đối tượng khối hộp này nó nằm ở dưới cơ. Nếu tôi chọn pivot, pivot theo trục X, Y thì thấy rằng đối tượng này nó sẽ làm y như chúng ta dự tính, có nghĩa rằng pivot thì nó sẽ trùng với pivot. Hoặc các bạn có thể trỏ theo trục Z nữa. Nếu đồng ý chúng ta apply, còn không tôi scan ra ngoài, tôi thử nghiệm với đối tượng này. Có thể tôi sẽ di chuyển nó về trước một chút để cho dễ quan sát. Chúng ta về mặt F, là mặt font đó, các bạn nhấn F, thu nhỏ lại, chọn đối tượng này, so sánh lại, so hàng lại, bấm vào đây. Tôi có thể bấm lại lần nữa để các bạn xác định pivot cho rõ, pivot này ở giữa, pivot này bên dưới. Nếu so sánh thì sẽ trùng với pivot này và pivot này. Tôi chọn đối tượng này, so sánh, bấm vào đây. Chọn pivot, pivot. Giả sử tôi chọn pivot, pivot theo trục Y chẳng hạn thì nó sẽ chạy tịnh tiến theo hướng trục Y và sao cho các vị trí pivot này bằng từ đây phóng qua. Thì đây là nó so sánh pivot thôi, tức là so sánh các vị trí góc tọa độ
không so sánh dạng Mach-min hay center. Mach-min center chúng ta đã cùng nhau nghiên cứu rồi, thì đây là thành phần khác nhau của pivot. Giả sử đồng ý thì ok, thì chúng ta thấy là các bạn có thể nhấn lưới G lên để thấy đối tượng này, từ đây pivot từ đây phóng qua nó trùng với pivot này. Thì tương tự tôi có thể dùng đối tượng này so sánh. Chúng ta bấm vào lệnh so hàng, bấm vào đối tượng này. Nếu tôi bấm pivot theo y thì pivot của đối tượng này nó đã xuống dưới này rồi, bằng từ đây giống qua. Ok, các bạn thấy không? Pivot đây và đây cũng là pivot, nó cùng nằm trên một cái đường thẳng. Thì đây là cách so sánh pivot mà tôi đã hướng các bạn rằng tôi sẽ giới thiệu với các bạn ở cuối bài. Để hiểu hơn về cái lệnh so hàng thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hành một cái bài tập nho nhỏ. Chúng ta sẽ vẽ một cái ghế sofa dạng đơn giản thôi. Các bạn chọn đối tượng, chọn khởi tạo, chọn khối geometry và chọn về cái dạng khối mở rộng extender này. Chúng ta chọn chamfer box và chúng ta sẽ vẽ cái khối chamfer box. Nhấn chặt chuột trái kéo ra. Các bạn bỏ chuột trái đẩy lên một khoảng. Nhấn chuột trái để hết lệnh cho nó đẩy tiếp. Chúng ta sẽ được cái khối này bo lại. Chuột phải kết thúc lệnh. Và qua cái tab bên này, vùng nhìn bên này, các bạn nhấn phím Z để nó zoom gần lại. Cái màu đỏ có vẻ hơi chói, tôi chọn đối tượng và đổi màu luôn cho nó. Giả sử tôi đổi màu này. Rồi nhấn OK. Tiếp theo các bạn chọn đối tượng này, chúng ta sẽ qua Modify để chỉnh sửa thông số. Giả sử đây len tôi muốn 400, width 400 và height 100, fillet 20, fillet segment tôi cho 5. Tiếp theo tôi sẽ vẽ lần lượt ba khối còn lại vì tôi muốn làm cái ghế sofa mà có ba cái chỗ ngồi. Tôi vẫn chọn chamfer box, tiếp tục khởi tạo, đẩy lên, bấm chuột trái đẩy tiếp và chúng ta chưa thoát lệnh, chúng ta có thể kéo xuống dưới này, nhập luôn ở đây 400, 400, 100, fillet 20 và số segment 5, enter. Rồi tiếp tục vẽ một cái đối tượng thứ ba tương tự và nhập y nguyên các cái số còn lại. Ok, tôi đã có ba khối này. Tôi có thể di chuyển nó tương đối về đây. Ở trên phối cảnh các bạn thấy rằng ba chỗ ngồi và hai bên này tôi muốn có hai cái phần tay vịn nữa. Tôi làm như sau, tôi vẫn chọn chamfer box. Tôi vẽ cái tay vịn này. Đẩy lên một khoảng, chuột trái đẩy tiếp. Bây giờ tôi sẽ nhập thông số cho nó như sau. Chiều len của chúng ta là 100, width 400, width chúng ta cho 450 đi và chiều cao là 350. Tương tự tôi vẽ một khối thứ hai. Vẽ ghế thật sự dễ dàng phải không các bạn? 100, 450 và đối tượng này của chúng ta sẽ là 350. Fillet tôi cho 20 và đối tượng này của chúng ta cũng 20 về fillet. Tôi có thể xếp một cách tương đối. Chúng ta thấy là đối tượng chúng ta đã được xếp vào 450 thì nó hơi bị ít, tôi cho 500 và bên này tôi cũng là 500. Để chúng ta sẽ cùng nhau vẽ cái thành phần dựa lưng ở đằng sau cũng bằng chính khối chamfer box. Chúng ta bây giờ phải cộng tất cả các đối tượng lại. Đối tượng này có độ dày 100, đây 100 là 200, mỗi đối tượng này 400, 4312 cộng với 200 là 1m4. Rồi kéo đối tượng này và chỉnh thông số len theo cái trục y 1400. 1400 tôi mới cho lọt vào thành phần bên trong này, tôi chỉ nhập 1200 thôi. M2 width tức là độ dày 100, chiều cao 350 bằng hai thành phần này và fillet tôi cũng cho 20, hoàn toàn chính xác.
Để chúng ta sẽ ứng dụng cái lệnh so hàng để chúng ta xử lý bây giờ để so hàng canh dòng các đối tượng này thì chúng ta phải cho các cái đối tượng cái thành phần ghế này nó phải tiếp xúc với nhau. Tôi lấy cái thành phần ghế màu tím này để quyết định. Tôi chọn màu tím. Là màu tím chúng ta sẽ để cố định. Tôi sẽ dùng hai thành phần này để so hàng với nó. Tôi chọn màu cam này, tôi dùng lệnh so hàng. Bây giờ so làm sao cho cái điểm này tiếp xúc với điểm này thì chúng ta thấy rằng cái trục chúng ta chạy là trục Y là chắc chắn rồi. Cái điểm này theo trục Y là min. Bởi vì nó bên dưới tôi chọn min. Còn cái màu tím của chúng ta ở trên là max. Tôi chọn max và chọn trục Y. Nó tiếp xúc luôn. Nhấn apply. Để nó vào giữa theo cái trục X chúng ta chọn center center chọn X. Để căn giữa. Chúng ta ok hết lệnh. Tiếp theo tôi chọn đối tượng này. Chúng ta tiếp tục so sánh. X center center căn giữa apply. Y theo trục Y thì đối tượng ở theo trục Y thì đối tượng này của chúng ta cái vạch ở trên này, này sẽ là max và theo trục Y ở đối tượng target object đối tượng tím này sẽ là min vì nó ở dưới tôi chọn min Y tiếp xúc tiếp ok luôn. Tiếp theo tôi sẽ phải canh giống cả đối tượng này nữa. Đối tượng này cũng theo cái đối tượng màu tím thôi, chúng ta lấy một đối tượng làm gốc, chọn đối tượng dùng lệnh cho hàng bấm vào cái đối tượng gốc. Tôi bỏ trục Y đi. Bây giờ tôi cần phải tịnh tiến theo trục X sao cho cái đối tượng này của chúng ta này, cái mép này, nó bằng cái mép này phóng qua. Thì cái mép này của đối tượng này bên tay trái chúng ta sẽ chọn làm minimum. Cái này cũng bên tay trái chúng ta chọn làm minimum và chọn trục X. Nó cần đều, chúng ta apply. Và tôi có thể nhấn OK. Tương tự, đối tượng này cũng vậy. Bấm vào. Theo trục X, cần đều, OK. Tiếp theo đối tượng này nó phải tiếp xúc với cái mép của đối tượng này. Tôi chọn đối tượng này, bấm lệnh so hàng. Bấm đối tượng này. Thì cái mép tiếp xúc thì chúng ta nhận thấy ngay rằng đó là theo trục Y. Trục Y thì ở dưới này là min. Trục Y theo cái đối tượng target object đối tượng đích đây là trên là max. Chọn Y. Bỏ X đi. Nó vừa tiếp xúc, chúng ta ok. Chúng ta chọn tiếp đối tượng này và tương tự so hàng. Nó có khác một chút. Đó là trục Y thôi, nhưng tôi sẽ bỏ đối tượng này đi để chúng ta so hàng từ từ. Đầu tiên là đối tượng color object là đối tượng này. Mép trên này cần tiếp xúc vào cái mép dưới này. Trên này sẽ là maximum là trên. Dưới này sẽ là minimum là dưới, chọn Y. Nó tiếp xúc. Chúng ta ok, kết thúc lệnh. Tiếp theo đối tượng này sẽ phải tiếp xúc với một trong ba đối tượng này hoặc là so hàng với hai cái đối tượng này để chúng ta lấy cái đối tượng gốc để so sánh. Chọn đối tượng này rồi so hàng giả sử với đối tượng này thì điểm này của đối tượng này là bên tay phải chúng ta theo trục x chọn max. Điểm này của đối tượng này cũng là bên tay phải chúng ta theo trục x chúng ta chọn max tiếp và bỏ trục y đi chọn x ok. Vậy là chúng ta đã so hàng tương đối với ghế của chúng ta đã gần như hoàn thiện. Còn bây giờ tôi muốn các đối tượng này nó phải lên giữa theo khoảng này cơ thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta chọn đối tượng này so hàng trên trục Z chúng ta bấm lệnh so hàng bấm vào đối tượng này lấy đối tượng này hoặc đối tượng này hoặc đối tượng này làm chuẩn cũng được tùy các bạn. Tôi chọn đối tượng nhỏ này tôi bỏ cả ba trục bây giờ tôi chỉ xem xét cho trục Z thôi. Tôi muốn center vào center 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 Z ok. Tương tự tôi so hàng tiếp center center Z ok tiếp tục. Ok, vậy là các bạn thấy rằng cái ghế sofa của chúng ta đã về cơ bản đã gần như hoàn thành. Nhưng có lẽ nếu mà chế đối này không đẹp cho lắm, tôi sẽ nhấn Ctrl, chọn thêm. Sau đó tôi sẽ kéo nó xuống một khoảng sao cho hợp lý. Vậy là đây là ghế sofa của chúng ta, tương đối được và đẹp. Tôi có thể chọn tất cả đối tượng đổi lên một cái màu. Giả thử tôi chọn cái màu này. Ok. Vậy bằng một vài cái lệnh cơ bản và một khối cơ bản thôi, chúng ta đã cùng nhau hoàn thành một cái ghế sofa trông rất là đẹp phải không các bạn? Hy vọng rằng với cái lệnh so hàng này và các khối mở rộng nữa, các bạn sẽ khởi tạo cho tôi nhiều cái ý tưởng, nhiều hơn nữa các cái ý tưởng mà chúng ta sẽ ứng dụng được trong các cái bài tập thực hành.